Rồi video mới ha, vừa gửi xe xuống cồng cống ha. Rồi bây giờ đi vòng vòng tham quan một tí cồng cống xem khu du lịch sinh thái đây như thế nào. Nó có làm cái bãi xe thông minh á, bãi xe thông minh giống như Sài Gòn á, nắng quá. Có xe bánh bánh xuống đây luôn rồi ha. Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 sinh thái biển cồn cống, khai trương ngày 7 tháng 2 2018, tức 22 âm lịch ngày 7 tháng 2 2018 là mới đây à, mới khai trương đây à ha, mới khai trương đây à, mới khai trương ngày 22 âm lịch, tính tới nay chắc được 2-3 tuần gì đó, 2 tuần nay mùng 6 khoảng 2 tuần. Rồi sinh thái biển à, này cái tòa này chắc dạng xây giống như nhà nghỉ nè, được 1, 2, 3, 4 tầng gì đó ha. Đây tòa nhà này nè, 3-4 tầng. Bơm là lấy nước biển hay đâu nè, cái ống bơm mà lấy nước biển, lấy nước biển về chắc đổ xuống nuôi tôm hay gì đó quá ha. Nè cái ống nước nó truyền đó, đó truyền từ cái đó vô. Tôi hỏi anh này ủa anh mình bơm nước biển lên đó anh, nước ngọt hả, bơm là đặng là đặng xài à, bơm xài hả à, bơm nước ngọt, bơm nước ngọt từ từ cái đó qua đây ha, từ đây qua đó à, à bơm nước ngọt, lấy nước ngọt từ đây là bơm qua cái đó đó. Ừ, để trộn hồ trộn gì đó. Đi vòng đi. Tin về food à, có bán 3 cái xiên que gì đó. Là mấy con trâu chụp hình nè. Xe trâu kìa. Cái xe trâu á, xe bò, xe trâu hoặc là xe bò, cái đuôi nó giống á, cái bánh xe nha, các bạn tới đây chụp hình ha, bày trâu ở phía trước, này nó cũng đang xây dựng, chưa có hoàn thành xong khu này nè. Ở trong đây đâu có thấy biển gì đâu ta, đâu có tắm biển được đâu, mình tưởng đâu có tắm biển được đó. À đang xây dựng ở đây nè, đi ra cái biển đấy đấy, chắc là ra khu biển này nè, đang trộn hồ á, chưa hoàn thành xong, chắc 1 năm nữa nó mới có ha. Đây nơi đây xây dựng giống như là cái nơi ngồi ăn uống để ngắm gió biển ha, vậy thôi chứ chưa có hoạt động gì mới hết, chỉ ăn hải sản thôi mà, hình như vậy hết rồi.
đi lên, lên cái tầng này cao này. Làm cái nhà giống như là nhà trên cao mình ngồi mình ăn sóng cái biển ha. Rồi chỉ có vậy thôi. Chèo mấy cái tre gì bự tù lù này là bánh xe bò, xe trâu, xe ngựa gì đó. Nó còn đang xây dựng chưa xong. Một cái nhà ăn nè. Đây, hai nhà ăn nè ha. Tất cả các loại hải sản rồi đó. Cái xiên que rồi. Này, cái nhà ăn này hai tầng ha. Tầng lên trên, tầng dưới. Rồi qua đây nữa nè. Qua đây thêm cái nhà ăn nữa nè. Nó đang xây dựng ha. Mới khai trương ngày 22 đây mà. Chưa xong. Đặt khai trương. Rồi đặt khai trương đến ngày. Đây. Nó làm à. Làm dạng cầu thang đi xuống á. Nè bảo hành nè. Dạng cầu thang nè đi xuống đây để ngắm biển nè. À, mát ha. Rồi. Rồi. Đây là do cái chắc là cái đơn vị này đầu tư luôn á. Đầu tư để bán rồi xoay cầu ra luôn nè, từ đây lãi ra ngoài kia luôn á. Đang làm ha, không biết nó dài ra tới đâu. Ra để ngắm ra biển á. Rồi khu biển chỗ này. Có xây mấy cái bãi đá nè. Bãi đá này chắc đi xuống được á. Rồi, nó lầy nè, có người xuống kìa. Có người đi xuống dọc biển được đó. Này ha. Nó có xây bãi đá cho nên là một phần là cũng cũng không nguy hiểm nhưng mà một phần cũng nguy hiểm. Tại vì đá mà khi té một cái là chảy máu đầu. Mà làm thời gian lâu dài mà cái này mà nó cứ nè quẹt ra quẹt vô như thế này là nhìn thấy rong rêu bám rồi. Một khi rong rêu bám thì nó sẽ bị trơn trợt á. Trơn trợt rất là nguy hiểm đó. Nè kìa, trời ơi cái ủ sắt nó nhú lên kìa, thấy ghê không. À bên kia có gia đình xuống tắm biển kìa. Rồi mình đi lên phía trước thử ha. Đây, lại chắc là nó xây dọc lên á. Không biết là nó xây dài tới ra đâu. Bây giờ mình lên trên đây ha. Đây, bên nhà ăn rất là nhiều á. Hèn chi xây quá trời nhà ăn. Chắc là Tết năm sau chắc nó sẽ đông đúc hơn. Còn Tết năm nay là nó chưa hoàn thành xong á. Nó mới khai trương ngày 22 đây mà. Là chắc 22 thì 30 là nó 7-8 ngày. 8 ngày rồi cộng thêm hôm nay 6 ngày nữa là mới có 14 ngày thôi, có nửa tháng thôi mà nó chưa xây xong ha. Rồi ở dưới qua Tân Phú Đông thì mình có thêm một cái biển thứ hai để tham quan ha. Thay vì biển hồi xưa giờ chỉ có biển Tân Thành, rồi bây giờ mình biết thêm được cái khu du lịch Cồn Cống ha. Cồn Cống nữa, chỗ này kêu là Cồn Cống. Đây ha. Bên đây cái bậc thang nó cũng y xì như bên kia. Y xì như bên kia ha. Đây, mọi người xuống tắm biển chơi nè. Tắm nước biển này phải có nhà tắm nhà tắm lại nước ngọt chứ ít chích như vậy làm sao mà được ta. Chắc là nó có xây dựng nhà tắm nước ngọt luôn á. Trời ơi, thôi là rác nó tắp vô bờ kìa. Rất là nhiều. Nước thì giống y như là biển Tân Thành ha. Nước đục vậy đó. Rồi lại nó xây đá dọc ven cái bờ biển này nè để cho mình đi được á. Rồi bây giờ đi ra ngoài kia hình như là nó xa hơn á.
bạn trẻ cũng tới đây chụp hình. Nhưng mà chưa hoàn thành xong, nếu mà hoàn thành xong chắc nó đẹp lắm. Đây nó xây giả núi nè. Nó còn xây tùm lum thứ ở đây nữa nè mà. Đây ha, cái nhà ăn rất là nhiều á. Quá trời khu nhà ăn. Mà nhà ăn 2 tầng nữa chứ. Nè. Ngó vô ha. Nè, ngó vô nè. Khu nhà ăn rất là dài. Đây nó đang chuẩn bị xây cái gì nữa đó. Đó, nó chưa xây xong bên kia nữa kìa. Nó xây chòi, xây gì bên đó nữa đó. Nó đang chuẩn bị đá quá chừng, chắc nó xây ba cái chòi mình để ăn á. Khu núi nhân tạo. Khu núi nhân tạo. Biển thì thôi, biển rồi rồi đi, còn xây núi làm chi không biết. Núi nhân tạo. Nó làm cầu thang để đi lên đó nè. Nè, cầu thang để đi lên trên cao tận cùng trên kia để ngắm ra biển. Ừ, cũng hay nha. Đây à. À không, à không. Nó xây cái này là tượng bà chúa xứ thôi. Tượng bà nha, tượng bà chứ không phải là cái núi không á, nơi bà ngự trị ha. Nãy mình tưởng giả núi không phải ha. Tượng bà ha. Ở khu biển thì thờ bà Năm Hải, bà chúa xứ Năm Hải đó. Nãy mình đi mình tưởng núi nha, mà không phải à. Đi vòng bọc bích lên đây mới thấy tượng của bà. Rồi đây. Khu này là khu cuối cùng. Khu cuối cùng cho nên là không được. Biển nó xây dài hơn. Dài hơn mấy cái đầu phía trước á. Đây. Bạn đang tắm. Con bé đang tắm. Rồi đi xuống nè. Này hồ. Hồ vừa. Rồi mấy em này nè đi ra đây nữa nè. Vừa nước quá trời ha. Cây mọc giữa chừng. Rồi cái hồ này đi ra này nó đã bị bể hết rồi. Đâu có đi bằng hồ ra rồi tút được kia được. Hoàn thiện chắc năm nữa ha, năm sau đi, năm sau về dồn lại nó sẽ thay đổi như thế nào. Còn bây giờ là giai đoạn sơ khai. Sóng biển vỗ rì rào rì rào, mát mẻ, rồi ngồi hà ăn và hóng gió biển, không có cái thú nào.
thay vàng thú ngắm biển mà vừa ăn hải sản ha, thêm võng mà đánh giấc nữa. Thôi khỏi chê. Mới khai trương rồi, vậy là mình biết cũng là sớm nhất rồi đó, chứ dân ở bên đây mới biết thôi, chứ ở thị xã không có qua khu vực này làm sao biết được. Khu du lịch mới á, khách ăn quá chừng trong đó chứ, tại mình không vô thôi ha, nhưng mà khách cũng quá chừng. Bởi vậy hàng chi đầu tư nguyên cái hệ thống giữ xe bằng bằng cái tử từ á, bằng cái hẻ từ á. Còn ở dưới biển Tân Thành chưa đầu tư được cái hẻ từ nữa, chỉ là thẻ xe giấy. Tạc luôn, sóng lớn tạc lên đây luôn. Đang xây dài ra kia nó lại. Cũng hay ha. Rồi, có thêm một khu biển nữa để vui chơi. Một khi đến Gò Công là biển Tân Thành và biển Cồn Cống và khu du lịch Cồn Cống. À, nó đang xây dại rồi kia, có con chim còi vậy đó bay. Đá nó dựng ngoài kia nữa ta. Đá nó dựng, chắc là nó sẽ xây lại lên nữa đó. Đây nó có đá, nó chất thành đường đi ra ngoài đấy luôn đấy. Rồi mình lại mình coi coi. Ồ, nó rất là xa nha, xa lắm. Đó có mấy cái hòn đá đi lên đó. Nếu như mà hòn đá đi lên được là nó xây đi ra đó. Nước biển đánh lên tới đây luôn nè, mạnh ghê chưa. Đó đánh đầu ô luôn nè. Để ha, đi ra thử ha, vòng ở đây không có người nào hết trơn. Ơi nước tát vô tới đây, nhưng mà thấy nó đá để quá trời luôn, nó dài lắm á. Từ đây nè nó lại xuống túc ở dưới kia mà lên cả trên đây. Là nó làm bật mình đi xuống nè. Đi xuống ngồi nó thả chân xuống dọc nước. Nhiều từ khúc dưới mà lên hôm nay là dài lắm á. Thôi đi lên rồi biết vậy được rồi. Xuống đây là tắm biển mà không thấy khu nước ngọt cho mình tắm, chắc chưa làm tắm nước ngọt lại chứ. Xuống biển đây mà tắm kiểu này mà không có tắm nước ngọt lại thì sao ấy. Còn thôi chỉ đi chơi dạo thì được.
mấy bạn này thì mang đồ ăn á, xuống đây đây ngồi ăn, mang theo đồ ăn mang theo đồ ăn xuống ăn cũng được, có sao đâu. Nếu mà tính ra như vậy thì cái khu này nó không có đánh bắt á, nó không có người dân đánh bắt để đi bán dạo như cái khu biển Tân Thành, thì tất cả muốn ăn uống cái gì đều phải vô cái quán này ngồi hết. Tất cả hướng ăn hải sản hay gì là phải vô quán này thôi, tại vì nó đâu có giống như là ghe cộ tàu thuyền về như biển đâu mà có người để bán tại chỗ. À, nó khác biệt ở dưới Tân Thành là vậy ha, nhưng mà so ra nó tính, nó quy hoạch cái khu du lịch như thế này là quy mô hơn biển Tân Thành. Biển Tân Thành nó không có được cái đường khai thác dài như thế này đâu. Tân Thành thì chỉ được xây một cái cầu ha, cầu này là nó nguyên cái hành lang, nguyên cái hành lang dọc biển, dọc bờ biển ha. Rồi ok, đi vô lấy xe. Đây cái tò nhà, tò cái chòi ăn đó đang xây á. Thôi đi ra lấy xe về ha. Biết gì sơ sơ khu du lịch nó như thế này rồi. À, cũng trang bị đầy đủ nơi để cho mình vui chơi, ăn uống nghỉ ngơi. Chỗ ăn có nè, chỗ ở có nè, chỗ vui chơi có nè. Rồi, nhiêu đó rồi, đủ rồi, đâu còn gì nữa đâu. Đây, đang xây cái khúm này nè. Khúm ngồi ăn nữa nè. Nhìn như vậy là lúc xây như kiểu này là tương lai khách đông lắm. Với lại nó làm con đường dạo biển cũng khá đẹp, nhiều, nó dài ra nữa. Rồi xe. Đó, dừng phương này ha, qua phía trong mới.